Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 760 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Mẹ, thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn. Thần Y Lâm muốn hoa long cốt. Ôi, chính là chậu hoa ngân tâm mà mẹ yêu thích kia đó. Mẹ cũng biết mà, Thần Y Lâm là bác sĩ, loại thuốc này ở trong tay anh ấy chắc chắn sẽ từ gỗ mục biến thành bảo vật, cho nên con mới giúp anh ấy xin mẹ hoa ngân tâm, mong mẹ ban cho. Châu Thể Vận cười nói, thì ra là chuyện như vậy. Điện chủ Tử Long Điện mỉm cười nhìn chăm chăm Lâm Minh nói, tướng Lâm, chẳng phải cậu rất oai phong sao, giờ cũng xin đồ từ chỗ tôi rồi à? Điện chủ đại nhân, chuyện nào ra chuyện đó. Nếu bà đồng ý cho tôi món đồ này, vậy chúng ta coi như kết bạn. Nếu bà không cho, thì tôi sẽ rời khỏi đây. Về chuyện để Dương Hoa gia nhập Long Phương Điện, cũng không cần phải thương lượng nữa. Lâm Minh nói thản nhiên. Thái độ quyết liệt. Cho, đương nhiên tôi đồng ý cho. Điện chủ Tử Long Điện lập tức cười nói. Cậu giúp con trai của tôi như vậy. Phần ân tình này, tôi cho dù sao cũng phải trả lại cho cậu. Nếu không, chẳng phải con trai tôi sẽ hận tôi suốt đời sao? Đã vậy thì tôi cảm ơn địa chủ. Lâm Minh ôm quyền nói, đừng cảm ơn nhanh như vậy. Tuy tôi nói sẽ cho cậu, nhưng tôi không đưa thẳng cho cậu được. Cậu cũng biết rồi đấy, tôi phải tổ chức một buổi lễ hội ngắm hoa long trọng ở Hoa Hải. Hoa Ngân Tâm là tác phẩm triển lãm, phải đặt ở lễ hội ngắm hoa. Bây giờ mà đưa cho cậu, chẳng phải tác phẩm của tôi sẽ bị thiếu đi sao? Tôi có thể lấy sau khi kết thúc lễ hội ngắm hoa. Sau khi kết thúc lễ hội ngắm hoa, Hoa Ngân Tâm có thể đã không còn là của tôi nữa. Bà nói vậy là có ý gì? Thần Y Lâm, lễ hội ngắm hoa không đơn giản chỉ là triển lãm hoa, không phải mọi người trưng bày hoa cỏ mà mình ươm trồng tỉ mỉ thôi đâu. Chúng tôi còn phải tổ chức thi đấu. Thi đấu gì? Không phải chỉ là một ít hoa lá thôi sao? Còn thi đấu nữa à? Chẳng lẽ là bảo mấy cọng lá này đánh nhau một trận? Thiếu hiểu biết, tại sao hoa lá không thể thi đấu? Cậu chưa từng nghe qua cuộc thi hoa hậu sao? Điện chủ Tử Long Điện cười khẩy. Giống như thế, số hoa trong tay chúng tôi cũng có thể tiến thành thi đấu. Hạng mục thi đấu cũng rất đơn giản. Chỉ hai chữ thôi, nở rộ. Nở hoa ấy à? Đúng, chúng tôi sẽ lấy hoa ra, bao gồm chậu hoa ngân tâm mà cậu muốn. Hiện giờ chúng vẫn đang trong trạng thái sắp nở. Đợi lát nữa trên lễ hội ngắm hoa, hoa của người nào bung nở đẹp nhất, người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Điện chủ Tử Long Điện cười nói, Lâm Minh hơi cau mày. Ăn no rừng mỡ à? Cũng không thể nói như vậy được. Người của giới hoa, có người nào không phải ăn no không có chuyện làm đâu. Nếu không, tại sao lại tổ chức một cuộc thi vô nghĩa như vậy chứ? Điện chủ Tử Long Điện mỉm cười. Nếu không phải vì sức mạnh sau lưng những người này, cậu cảm thấy tôi sẽ tham gia tổ chức nhàm chán này sao? Cho nên, nếu thua thì hoa của bà sẽ thuộc về đối phương đúng không? Nếu bà thắng, hoa của đối phương sẽ là của bà à? Đúng vậy, hoa ngân tâm cũng được đưa đi dự thi, cho nên nếu như cậu muốn lấy được hoa này, còn phải xem bản lĩnh của hoa ngân tâm. Điện chủ Tử Long Điện phất tay. Đi theo tôi. Hai người nhìn nhau đi theo bà ta. Hoa hải hương thơm nồng đậm. Trai xinh gái đẹp đi lại trong nhóm hoa. Bàn luận sôi nổi về những bông hoa xinh đẹp động lòng người kia. Thường xuyên nghe thấy tiếng cười đùa vang lên. Thấy cảnh này Lâm Minh thở dài. Gió ấm thổi làm say lòng khách. Chiến sự ở Bắc Cảnh chưa dứt. Nơi này lại là cảnh ca mối yên bình. Quả là trầm trọng. Bà Tử Diên đến rồi. Bỗng lúc này có người nào đó hô lên. Trai xinh gái đẹp ở hiện trường nhìn về phía điện chủ Tử Long Điện. Điện chủ Tử Long Điện mặc áo tím, cao quý thoát tục, ung dung phóng khoáng. Bà ta mỉm cười đến trước mặt mọi người, sau đó nói lớn. Tôi tuyên bố cuộc thi lễ hội ngắm hoa chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đang có mặt đều đồng loạt nhìn về phía trước, ánh mắt rực lửa. Chỉ thấy hai chiếc bàn trong suốt bằng ngọc ở giữa biển hoa, có vẻ như chiếc bàn được làm bằng ngọc nguyên chất, cực kỳ rực rỡ chói mắt. Mọi người tụ tập trước bàn ngọc, xì xào bàn tán không ngừng. Tử Diên vẫn theo quy tắc cũ sao? Người phụ nữ mặc sườn xám đeo đầy vàng bạc cười hỏi. Người phụ nữ này vẻ ngoài không tầm thường, vóc dáng tuyệt đỉnh, đường cong mảnh mai uyển chuyển, khiến Châu Thủy Vận ở bên cạnh nhìn cũng chảy nước miếng. Tử Diên âm thầm dùng cùi chỏ chạm vào con trai mình, sau đó cười nói, đúng vậy, vẫn quy tắc cũ. Vậy được. Người phụ nữ liếc nhìn Châu Thủy Vận, ánh mắt dừng trên người Lâm Minh mấy giây, lập tức xoay người rời đi. Đừng làm loạn. Nơi này không ít đàn bà con gái đã là hoa có chủ. Nếu con muốn tìm, thì nên tìm mấy cô gái không lớn tuổi.
hầu như họ đều chưa có gia đình. Điện chủ Tử Long Điện hạ giọng nói với con trai mình: "Mẹ, người đẹp mặc xuyên xám vừa rồi là ai vậy?" Châu Thời Vận tò mò hỏi: "Người phụ nữ kia tên là Bạch Tố Vũ, là người nhà họ Bạch ở Tây Nam. Người đàn ông của cô ta là gia chủ nhà họ Vũ Văn, gia tộc lánh đời ở Tây Nam. Có thể nói nhà họ Vũ Văn ở Tây Nam là số 1, thực lực cực mạnh. Mặc dù không bằng Tử Long Điện chúng ta, nhưng cũng không nên coi thường." Điện chủ Tử Long Điện nói. "Ồ, còn người đằng kia thì sao?" "Trương Khả Nhi, người đàn ông của cô ta là nhà lãnh đạo tài phiệt ngoại vực, giao nứt đố đổ vách." "Còn cô gái tóc ngắn bên kia thì sao? Con thấy cô ấy không lớn tuổi lắm, chắc là chưa lấy chồng đâu nhỉ?" Châu Thời Vận nhìn cô gái với đôi mắt nóng rực nói. Cô gái mặc chiếc váy trắng trơn, không trang điểm, nhìn rất trong sáng đáng yêu, vẻ ngoài xinh đẹp. Thấy vậy, điện chủ Tử Long Điện khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. "Cô gái này, con muốn nghĩ cũng đừng nghĩ, con không với tới đâu." "Cô ấy là ai? Lai lịch rất lớn sao?" Châu Thời Vận sững sờ hỏi. "Tư Mã Linh Xu, con gái bảo bối của Phó Minh Chủ Thương Minh, Tư Mã Thu Diệp. Nghe nói Tư Mã Thu Diệp có quan hệ với đại hội, không nên đi trêu chọc, tránh phiền toái cho mẹ con mình." Điện chủ Tử Long Điện nghiêm túc nói. Châu Thời Vận nghe thấy vậy cũng không biết phải làm sao. Lâm Minh liếc nhìn Tư Mã Sinh Tu khẽ động lòng. "Được rồi các vị, ai sẽ tham gia vòng đầu tiên?" Điện chủ Tử Long Điện mỉm cười nói. Mọi người lập tức lấy ra những chậu hoa đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn ngọc. Bạch Tấu Vũ là người lấy ra đầu tiên. Đó là một chậu hoa đỏ rực, tuy chưa nở, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ mê người. Đóa hoa như lửa, giống như đang bốc cháy, cực kỳ đặc biệt. "Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua được chậu hoa này từ ngoại vực. Đóa hoa nhìn giống như lửa, đang thực hiện ra nhiệt độ bề mặt của nó rất thấp, chỉ sống được ở những vùng lạnh giá khắc nghiệt. Để chăm sóc nó, tôi đã phải tìm người tạo ra chiếc chậu đặc biệt, khống chế nhiệt độ xung quanh, đóa hoa dưới 10 độ. Tử Diên, tôi muốn thi với cô, không biết cô muốn dùng loài hoa gì để thách đấu với tôi đây?" Bạch Tố Vũ mỉm cười hỏi. "Nếu cô đã dùng lửa, thì tất nhiên tôi sẽ dùng băng." Điện chủ Tử Long Điện dường như đã chuẩn bị từ trước, khẽ mỉm cười phất tay. Người phía sau lập tức lấy ra một chậu hoa giống như băng đặt lên bàn ngọc. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn vào nó. "Đây là chậu hoa băng tôi tìm được ở ngoại vực, trái ngược với điều kiện của cô, đó là loài hoa chỉ mọc xung quanh miệng núi lửa, cực kỳ khó tìm. Đồng dạng, nhìn bề ngoài thì giống như băng, nhưng thật ra nó rất nóng. Chậu hoa này tôi cũng tìm người chế tạo, có tác dụng giữ ấm, để nó không bị chết sau khi rời khỏi miệng núi lửa." "Thật sao?" Bạch Tố Vũ hơi sửng sốt, sau đó cười nói. "Thật thú vị, xem ra chúng ta chỉ có thể so sánh bản chất của hoa. Ai bắt đầu trước?" Điện chủ Tử Long Điện cười hỏi. "Để tôi trước." Trong mắt Bạch Tố Vũ lộ ra vẻ không phục, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình ra, đổ ra chất lỏng từ bên trong, nhỏ lên ngọn lửa trên cánh hoa. Trong khoảnh khắc đó, phù phù, ngọn lửa trên đóa hoa dường như bốc cháy, toàn bộ cánh hoa đột nhiên nở rộ, mùi hương đặc biệt tràn ngập bốn phía, bao trùm toàn bộ hương thơm của biển hoa. Mọi người xung quanh say sưa nhắm mắt, bị hương thơm thuyết phục. Mà nhiều người trợn mắt há mồm nhìn đóa hoa nở rộ, mọi người đều run lên, cảm giác cả đời này sẽ không quên. Lâm Minh không khỏi nhìn thêm mấy lần, thiên nhiên thật kỳ diệu, khoảnh khắc đẹp nhất của một bông hoa tất nhiên là khoảnh khắc nở rộ. Cho dù Lâm Minh cảm thấy cuộc thi này rất nhàm chán. "Đẹp quá!" Không biết là ai đã hét lên, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm. Bạch Tố Vũ nhìn xung quanh, trên mặt cực kỳ đặc sắc. Rõ ràng, hiệu quả mà bông hoa này đạt được thật đáng kinh ngạc. "Quả nhiên rất đẹp." Điện chủ Tử Long Điện gật đầu cười nói. "Bạch Tố Vũ, xem ra cô đã tốn không ít công sức cho lễ hội ngắm hoa lần này. Không biết hoa của cô Tử Diên sẽ thế nào?" Bạch Tố Vũ khẽ cười nói. Điện chủ Tử Long Điện cũng không nói nhảm, lấy ra một cái lọ nhỏ, đổ chất lỏng ra, nhỏ lên bông băng hoa. Chỉ một thoáng, kèn kẹt, giống như âm thanh của cục đá vỡ ra, sau đó lập tức nhìn thấy những cánh hoa trong suốt nở rộ. Toàn bộ đóa hoa băng đang nở rộ, từng mảnh vụn giống như tinh thể từ nụ hoa khuếch tán ra xung quanh, trôi nổi bốn phía. Trong nháy mắt, toàn bộ biển hoa giống như bầu trời đầy sao, trong suốt chói mắt. Tất cả mọi người đều sững sờ, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng kỳ diệu này. Trong lúc nhất thời, cả biển hoa yên lặng, không một tiếng động. Lễ hội ngắm hoa lần này có vẻ mẹ cậu đã chuẩn bị rất đầy đủ nhỉ? Lâm Minh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Còn không phải sao, anh không biết đâu, thành tích ở lễ hội ngắm hoa càng tốt, địa vị và thế lực ở hoa giới sẽ càng cao. Châu Thời Vận hạ thấp giọng nói. Thì ra là vậy. Lâm Minh gật đầu,
Điện chủ Tử Long Điện liếc nhìn đám người đang sửng sốt, rồi nhìn về phía Bạch Tố Vũ cười nói: "Cô Bạch, cô cảm thấy bông hoa của tôi như thế nào?" Một băng một lửa, xem từ bên ngoài, hai bên cân tài cân sức không phân cao thấp, nhưng nếu so sánh khi nở hoa của hoa hỏa diệp và hoa băng thì khác biệt không chỉ một chút. Hoa hỏa diệp tuy lúc nở rất rực rỡ, nhưng đó cũng chỉ là đánh sâu vào hiệu quả thị giác mà thôi, còn hoa băng thì ngược lại, sau khi nở rộ, giống như làm rung động cả hoa hải, nó bao trùm khắp hoa hải, khiến cho mọi người có cảm giác như lạc vào cảnh giới kỳ lạ nào đó, giống như trong khoảnh khắc hoa băng nở rộ, toàn bộ hoa hải đã trở thành thế giới của hoa băng. Tôi thua rồi. Bạch Tố Vũ hít sâu một hơi buồn bã nói, trận đấu này có trọng tài, nhưng chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, trọng tài không cần phải phán xử nữa rồi. Vậy thì cảm ơn cô Bạch. Điện chủ Tử Long Điện mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, người phía sau lập tức đưa hoa hỏa diệu đi. Vậy tiếp theo, còn ai muốn chơi với tôi nữa không? Điện chủ Tử Long Điện cười nói, có tôi. Trong đám người, bất ngờ xuất hiện một người. Điện chủ Tử Long Điện sai người mang một chậu hoa chưa nở ra lần nữa. Hai bên bắt đầu thi đấu. Lâm Minh ngồi trên tảng đá ở một bên, yên lặng thưởng thức trận đấu độc đáo này. Không có mùi thuốc súng, chỉ dùng đôi mắt thuần khiết nhất để ngắm nhìn. Tuy rằng đây là niềm vui của người có tiền, nhưng Lâm Minh không hề bắt được trọng điểm của nó. Cứ vậy thi đấu mười mấy vòng, điện chủ Tử Long Điện có thua có thắng, nhưng cũng là thắng nhiều hơn thua. Lễ hội ngắm hoa đã đến thời điểm cao trào. Được rồi các vị, bây giờ chúng ta bắt đầu tham gia vào chủ đề rồi. Điện chủ Tử Long Điện cười nói, trận đấu kế tiếp sẽ quyết định lễ hội ngắm hoa lần sau do ai tổ chức. Tôi nghĩ mọi người đều có đòn sát thủ của riêng mình đúng chứ? Vậy thì mời mọi người mang hoa đẹp nhất của mình đặt lên bàn để muôn hoa nở rộ khoe sắc, xem hoa nhà ai sẽ trở thành đóa hoa đẹp nhất, xem ai mới là người có tư cách tổ chức lễ hội ngắm hoa đợt sau. Bà ta vừa nói xong, mọi người xoa tay, càng thêm phấn khích. Đã có người gấp gáp lấy bông hoa ươm trồng tỉ mỉ và đẹp nhất của mình ra đặt lên bàn ngọc. Tư cách tổ chức lễ hội ngắm hoa này được bình chọn bằng cách nào? Lâm Minh hơi tò mò hỏi, nếu không thì sao? Hoa giới mà, người nào có thể nuôi dưỡng được loài hoa đẹp nhất tốt nhất thì mọi người sẽ phục người đó. Nếu như mẹ tôi có thể tranh được vị trí người tổ chức lễ hội ngắm hoa, vậy thì trước khi lễ hội ngắm hoa đợt sau diễn ra, bà ấy sẽ có lực ảnh hưởng ở hoa giới. Thậm chí khi mẹ tôi muốn tìm người nào đó làm việc cũng sẽ không bị từ chối. Châu Thời Vận cười nói. Nói như vậy, địa vị cũng tương đương với người lãnh đạo nhỏ nhỏ rồi. Không khác là bao. Vậy mẹ anh chuẩn bị loài hoa nào để cạnh tranh thế? Chuyện này tôi cũng không biết, tôi không có hứng thú với thứ này. Lâm Minh lười hỏi tiếp, anh nhìn về phía bàn ngọc, hai mắt phát sáng. Trên bàn ngọc màu sắc rực rỡ, những đóa hoa đầy đủ sắc màu được đặt khắp nơi. Bên trong lẫn lộn một số thảo dược. Nếu như lấy được, đó là chuyện tốt. Xem phẩm chất của những loại hoa này chắc chắn là cực phẩm. Cũng không biết điện chủ Tử Long Điện sẽ dùng loại hoa cao cấp gì để đánh bại mọi người. Long Phương Điện ở ngoại vực có thực lực mạnh mẽ, có lẽ bà ta sẽ có loại hoa tuyệt thế gì đó chăng? Lâm Minh nhìn điện chủ Tử Long Điện yên lặng chờ đợi. Bà Tử Diên, hoa của bà đâu? Hoa của mọi người đã được đặt lên, sau đó cùng nhau nhìn điện chủ Tử Long Điện, nhưng điện chủ Tử Long Điện vẫn bình tĩnh, bà ta chỉ mỉm cười gật đầu nhìn người bên cạnh. Người bên cạnh hiểu ý, lập tức lấy một chậu hoa kỳ diệu màu bạc từ phía sau ra, đặt lên bàn ngọc. Hoa long cốt. Lâm Minh đứng thẳng dậy, kinh ngạc lên tiếng. Thật không ngờ, điện chủ Tử Long Điện lại lấy ra hoa long cốt. Điều này có nghĩa là gì? Nếu như thua, thì hoa long cốt chẳng phải sẽ mất sao? Lâm Minh lập tức nhìn điện chủ Tử Long Điện. Châu Thổi Vận cũng bàng hoàng, vội bước lên trước. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Sao lúc này mà mẹ lại có thể lấy hoa ngân tâm ra chứ? Mẹ thật sự muốn so đo tới cùng với thần Y Lâm sao? Không phải mẹ nói rồi sao? Mẹ lấy hoa ngân tâm tham gia thi đấu, thì đã nói rồi mà. Điện chủ Tử Long mỉm cười. Nhưng mẹ không nói là lấy ra tham gia trận này mà. Châu Thổi Vận khóc sở méo sở. Thế trận này không phải trận đấu hay gì? Điện chủ Tử Long Điện hỏi. Điều này... Châu Thổi Vận không biết phải nói gì. Điện chủ Tử Long Điện, ý của bà là gì? Lâm Minh bước tới hỏi. Điều này... Châu Thổi Vận không biết phải nói gì. Điện chủ Tử Long Điện, ý của bà là gì? Lâm Minh bước tới hỏi. Không có ý gì. Thần Y Lâm, nếu như tôi thắng thì hoa ngân tâm thuộc về cậu. Nếu tôi không thắng thì xin lỗi, cậu phải đi tìm người đã thắng tôi để lấy được hoa thôi. Điện chủ Tử Long Điện mỉm cười nói. Lâm Minh biết bà ta đang cố tình báo thù anh,
Xem ra bà ta vẫn còn nhớ chuyện lần trước ở trước cổng học viện. Hoa long cốt vốn chẳng đẹp, có màu bạc, cánh hoa giống như hình rồng. Mặc dù nhìn đặc biệt, nhưng so với những loại hoa khác thì bán không được tốt lắm. Chẳng còn nghi ngờ gì, trận chiến này điện chủ Từ Long Điện không thể thắng được. Lâm Minh chào mày. Sống chết có số, phú quý tại trời. Thật y Lâm, không có được là không có được, chỉ là một bông hoa thôi mà, sau này chúng ta đi tìm là được. Điện chủ cười nói, Lâm Minh không nói gì. Theo như quy định chúng ta cho hoa nở trước nhé. Bạch Tố Vũ mỉm cười, mặc dù cô ta thua một trận, nhưng vào lúc then chốt này thì vẫn vô cùng tự tin. Được, điện chủ Tử Long Điện gật đầu. Đám đông đồng loạt lấy ra thuốc nước, tưới lên bông hoa của mình. Trong nháy mắt, phụt phụt, một mùi hương tỏa ra. Đám đông chỉ cảm thấy bị chói mắt bởi ánh sáng phát ra từ bông hoa. Màu sắc giống như màu cầu vồng vô cùng rực rỡ. Lâm Minh nhìn bông hoa và im lặng. Anh biết hoa long cốt nở ra sẽ như thế nào. So với những bông hoa này thì hoa long cốt không bằng cái lá của chúng. Xem ra Tử Diên không có hứng thú với trận thi đấu lần sau rồi. Nếu không đã không lấy Hoa Ngân Tâm ra. Đúng vậy, có không ít người mỉm cười. Các thành viên của hoa giới đương nhiên là hiểu quá rõ về những loại hoa này rồi. Đối với Hoa Ngân Tâm, mặc dù quý nhưng độ đẹp của nó không bằng hoa của những người khác. Anh thấy Tử Diên thua là cái chắc. Tôi cũng không có gì. Đây là thứ duy nhất có thể bỏ ra được. Xem ra tôi thua rồi. Điện chủ Từ Long Điện thở dài, lấy ra một lọ nước thuốc, định tưới lên hoa long cốt. Đúng lúc này Lâm Minh lên tiếng. Điện chủ, từ từ đã. Hả? Bà ta tò mò nhìn anh. Có chuyện gì sao? Để tôi. Lâm Minh điềm đạm cười nói. Dứt lời, đám đông đồng loạt quay qua nhìn Lâm Minh. Đây là người của hoa giới sao? Là một người lạ chưa từng gặp. Lẽ nào là thuộc hạ của Tử Diên? Không phải, Tử Diên chưa từng báo qua, rõ ràng là không hề có thuộc hạ mà. Vậy là ai chứ? Đám đông xôn xao bàn tán, chỉ trỏ vào Lâm Minh, điện chủ mỉm cười. Các vị đừng nghi ngờ, đây là người của tôi. Vậy à, đám đông bừng tỉnh, Lâm Minh thì cho mày. Thật y Lâm đừng hiểu lầm. Ở hoa giới này, quy định chỉ có những người thân thiết nhất của các thành viên thì mới được tham gia vào cuộc thi. Nếu như mẹ tôi không nói như vậy, thì anh sẽ không thể tham gia. Đến cả tôi cũng không đủ tư cách nữa. Châu Thời Vận lập tức giải thích. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu. Thần Y Lâm, đợi cuộc thi kết thúc, tìm người thắng mua đi. Lần này chắc không còn hy vọng nữa rồi. Châu Thời Vận nói. Không sao, để tôi thử. Lâm Minh bước về phía bông hoa. Châu Thời Vận còn định nói gì đó, nhưng bị điện chủ ngăn lại. Mẹ, đây khác gì là báo thù thần Y Lâm chứ? Châu Thời Vận trách cứ. Con biết cái gì? Cầm miệng lại. Điện chủ trừng mắt với hắn. Châu Thời Vận bất lực chỉ biết thở dài. Thần Y Lâm, cậu có thể dùng nước thuốc đặc biệt này. Điện chủ lấy ra một chiếc bình nhỏ đặt lên bàn. Đây là bình thuốc mà các thành viên của hoa giới thường dùng. Lâm Minh mở nắp bình, ngửi dịch thể bên trong, không có phản đoán. Bên trong là thứ thuốc kích thích sinh trưởng. Nếu nhỏ xuống thực vật, sẽ giúp nó lớn nhanh và khai hoa. Chỉ có điều, loại thuốc này không ổn định, có thể giúp hoa nở nhanh nên cũng gây tổn hại cho cây. Lâm Minh tin rằng những loại cây bị tưới nước này thì chẳng có loại cây nào sống qua nổi một tuần. Để thưởng thức vẻ đẹp mà lãng phí tới thế sao? Lâm Minh đặt dịch thể sang một bên. Hành động này khiến nhiều người ngạc nhiên. Thần Y Lâm, cậu làm gì vậy? Điện chủ trầm giọng. Quy định của cuộc thi là phải dùng thứ này để nở hoa sao? Cũng không hẳn là quy định, nhưng nếu không dùng thứ này thì dùng cái gì? Tôi có cách. Điện chủ giật mình rồi mỉm cười. Vậy tôi muốn được mở mang tầm mắt rồi. Tôi thấy cậu đừng nên lãng phí thời gian nữa. Dù cậu dùng cách nào thì cũng vô ích thôi. Hoa ngân tâm này nở ra cũng chẳng ra làm sao. Không thể bằng của chúng tôi được. Một thành viên khác của hoa giới tỏ ra mất kiên nhẫn. Đúng vậy. Hà tất phải lãng phí thời gian của mọi người. Tôi thấy cậu nên nhỏ thuốc lên đi. Mau để cuộc thi kết thúc. Đúng là nực cười. Những người khác cũng phụ họa. Bọn họ thấy không cần thiết phải để bông hoa này nở nữa. Vì nó có nở cũng chẳng có sức hấp dẫn. Không đạt được kỳ vọng của đám đông. Chưa chắc. Lâm Minh lắc đầu, đột nhiên lấy hồng bông long châm ra, ghim lên cây hoa. Đám đông nín thở, dùng châm sao? Người này điên rồi chắc. Nhìn cây châm trong tay Lâm Minh, tất cả đều cảm thấy không dám tin, dù là điện chủ thì cũng ngạc nhiên. Thật y Lâm, anh đang làm gì vậy? Đó là một bông hoa đấy, không phải là một con người đâu. Châu Thể Vận vội vàng khuyên can, hắn cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Thế nhưng Lâm Minh mặc kệ, anh chỉ miết, cây châm đâm vào bông hoa. Những cây châm này được ghim rất cẩn thận. Ánh mắt anh lấp lánh. Cây châm từ từ đưa xuống, giống như anh đang tìm kiếm điều gì đó.
Sau vài nhát châm, Lâm Minh lấy hồng mông long châm ra, đâm xuyên cây hoa, rồi lại rút ra thêm một cây châm nữa, đâm xuống. Cô Tử Diên, người đàn ông này đang làm gì vậy? Một người đàn ông khẽ mỉm cười, nhìn Lâm Minh bằng vẻ khinh thường. À, cậu ấy là một bác sĩ đông y. Điện chủ Tử Long Điện nhún vai. Đông y sao? Chẳng trách. Người đàn ông tỏ ra khinh thường thấy rõ. Tôi thấy làm cho ma quỷ thì có, kim châm cho hoa. Hay cậu ta cho rằng hoa cũng có huyệt vị? Làm trò mà thôi, lãng phí thời gian của mọi người quá. Nhìn giống trò hề, cô Tử Diên, cô xinh đẹp thế kia mà sao lại chọn một người đàn ông như thế này chứ? Đúng vậy, thật không đáng. Những thành viên khác đều nhào nhào phụ họa theo, điện chủ chỉ mỉm cười không hề giải thích. Giờ bà ta chỉ hy vọng xem Lâm Minh có tạo ra được kỳ tích gì hay không, nhưng có vẻ như đó là điều không thể. Hành động của Lâm Minh, ngoài làm trò cười ra thì không hề có tác dụng gì khác. Tầm vài phút sau, bông hoa đã được ghim 5 cây châm. Này đùa xong chưa? Bạch Tố Vũ không nhịn được nữa. Lúc này, hoa của Bạch Tố Vũ là đẹp nhất. Chỉ cần tuyên bố kết quả thì hoa của Bạch Tố Vũ sẽ là người tổ chức hội hoa cho lần sau. Đồng thời toàn bộ số hoa trên bàn tay cũng thuộc về mình. Bạch Tố Vũ không thể chờ đợi thêm được nữa. Lâm Minh khiến Bạch Tố Vũ không thể kiên nhẫn thêm. Đúng lúc này, Lâm Minh lại lấy ra thêm một cây châm và thản nhiên nói. Cũng tương đối rồi. Đám đông nín thở. Nhìn chăm chăm vào bông hoa, Lâm Minh ghim châm vào ngón tay của anh. Một giọt máu chảy ra, nhỏ xuống bông hoa. Giọt máu rơi xuống, đám đông trố tròn mắt. Mọi người đều chờ đợi. Thế nhưng, họ cứ thế đợi tầm 20 giây, thì bông hoa vẫn không có hiện tượng gì. Bọn họ cảm thấy cổ quái. Cậu đang đùa mọi người đấy à? Bạch Tố Vũ chào mày. Cô Tử Diên, người này vô lý quá. Rốt cuộc là cậu ta đang làm gì vậy? Coi mọi người là kẻ ngốc hay gì? Có thể bảo cậu ta đi xuống không? Mất thời giờ của người khác là không được đâu. Đám đông nhao lên gào thét, ai cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Điện chủ lắc đầu nhìn Lâm Minh. Thần Y Lâm, không được thì từ bỏ đi, đừng làm loạn nữa, không có kết quả đâu. Mọi người vội gì? Lâm Minh ngẩng đầu, không phải là nó đang nở sao? Sắp nở, nó im lìm thế kia mà nở bằng mắt à? Tưởng mọi người đùa cùng cậu chắc. Người đàn ông hừ giọng, mọi người bận lắm à, đến 5 giây cũng không có hay gì. Lâm Minh nhìn người đàn ông. 5 giây. Người đàn ông giật mình. 4. Lâm Minh lại nói. Đám đông đồng loạt nhìn anh. Lâm Minh đếm tiếp. 3. 2. 1. Ngay khi từng tiếng hô cuối cùng vang lên thì một đường sáng phóng ra từ bông hoa lao thẳng lên trời. Đám đông nín thở, tim đập thình thịch. Điện chủ Tử Long Điện trố tròn mắt, cánh hoa long cốt nở tung. Trên những cánh hoa có hình vẽ như rồng uốn lượn. Cái gì? Có người kêu lên. Thế nhưng sự kỳ lạ vẫn chưa biến mất. Hoa long cốt bắt đầu rung lên, sau đó ánh sáng mà nó phát ra càng mạnh mẽ hơn. Cả bông hoa điên cuồng rung lên, giống như có một bàn tay vô hình đang điều khiển nó vậy. Những âm thanh vù vù vang khắp không gian. Ngay sau đó, toàn bộ hoa trong hoa hải cũng đồng loạt nở rộ và rung lên có sinh mệnh. Những cánh hoa đồng loạt rời thân bay về phía hoa long cốt, chúng xoay quanh hoa long cốt, rợp cả bầu trời, rồi những cánh hoa biến mất dần. Chỉ còn lại hoa long cốt đang nở rộ. Lúc này, cảm giác như đang có thần tiên xuất hiện. Hoa hải trở nên vô cùng vô sắc và ảm đạm. Duy chỉ có hoa long cốt là vẫn rực rỡ. Đám đông bàng hoàng, đồng loạt nhìn bông hoa. Họ nín lặng một hồi lâu, ngay cả điện chủ cũng hóa đá. Không ai có thể miêu tả được cảnh tượng lúc này diễm lệ tới mức nào. Đám đông chỉ biết rằng đây là chuyện cả đời khó quên của họ. Đợi sau khi hoa long cốt nở xong, thì ánh sáng cũng phát ra lấp lánh trên từng cánh hoa, hương thơm của hoa lan khắp không gian. Lúc này dù có là hoa gì thì cũng trở nên kém sắc. Những bông hoa của các cao thủ khác trở thành trò cười, thậm chí đến cả Lục Diệp cũng không xứng. Hoa vương, đây là hoa vương. Bạch Tố Vũ ý thức được gì đó bèn kêu lên. Ôi trời, hóa ra là hoa vương à. Cô Tử Diên lấy ra một hoa vương sao? Đám đông tưởng mình nghe nhầm, đến cả điện chủ cũng bàng hoàng. Hoa vương, không thể nào, bà ta từng nghiên cứu hoa này mà, nó không thể là hoa vương được. Nhưng nếu không phải, thì tại sao lại xuất hiện cảnh tượng thần kỳ như vậy chứ? Điện chủ nhìn Lâm Minh bằng vẻ bàng hoàng. Lẽ nào thằng nhóc này đã tạo ra hiệu ứng gì đó? Cậu ta thần thông đến như vậy sao? Hoa long cốt nở ra đã quyết định trận đấu, đám đông chết lặng một hồi lâu, không biết bao lâu sau họ mới hoàn hồn. Đẹp quá! Hoa vừa nở đã khiến những bông hoa khác héo úa. Đây chính là hoa vương trong truyền thuyết sao? Không thể nào, thật không ngờ cuộc đời tôi lại có thể nhìn thấy hoa vương. Không uổng công tới đây mà. Có người kích động vỗ tay. Điện chủ nín thở. Mặc dù còn nhiều nghi ngờ,
nhưng bà ta vẫn không thể hiện ra ngoài. Bà ta mỉm cười bước tới. Các vị, tôi nghĩ thắng thua đã định rồi nhỉ? Cô Tử Diên lấy Hoa Vương tham gia thi đấu thì chúng tôi lấy cái gì đấu lại đây? Bạch Tố Vũ cười khổ. Thì vẫn phải hỏi ý kiến của mọi người mà. Bà ta cười nói, có không ít người cười chua chát. Họ vốn tưởng có thể thể hiện đôi chút, mà không ngờ bị chính điện chủ Tử Long Điện tát thẳng vào mặt. Thật khủng khiếp, đây chính là vẻ đẹp của Hoa Vương sao? Điện chủ tâm trạng rất tốt, bèn phất tay. Người ở phía sau bèn bỏ hoa của những người khác vào cẩn thận. Còn chậu hoa Long Cốt thì cũng được cất nốt. Điện chủ, lần này bà hài lòng chưa? Lâm Minh thản nhiên nói. Hài lòng, đương nhiên là hài lòng. Lát nữa kết thúc thì hoa ngân tầm là của cậu. Bà ta mỉm cười. Cảm ơn, Lâm Minh thản nhiên nói. Tiếp theo, cuộc thi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đám đông sau khi thấy vẻ đẹp của bông hoa này thì chẳng còn hứng thú với những bông hoa khác nữa. Thế là cuộc thi kết thúc. Đám đông giải tán, Lâm Minh cũng lấy được hoa long cốt. Thần Y Lâm, chúc mừng. Châu Thủy Vận cười hi hi. Lâm Minh chẳng buồn quan tâm. Sau khi có được bông hoa thì anh cẩn thận rút châm ra, đồng thời rắc bột thuốc lên bông hoa. Cậu làm thế nào vậy? Điện chủ Tử Long Điện nhìn thấy cảnh tượng đó bèn hỏi. Cái gì mà làm thế nào? Cậu lừa được người khác chứ không lừa được tôi. Đây không phải Hoa Vương. Cậu làm thế nào có thể biến hoa long cốt thành hoa vương thế? Điện chủ mỉm cười. Lâm Minh điềm đạm nói, làm chút hiệu ứng thôi mà. Hiệu ứng sao? Điện chủ giật mình rồi lập tức hiểu ra. Có lẽ châm bạc và máu của cậu đều là tiểu xảo đúng không? Mục đích tạo ra hiệu ứng cho hoa long cốt. Cũng không phải tất cả. Trên châm bạc có ý khí rót vào bông hoa, kích thích thân cây khiến nó nở hoa. Dịch thuốc của các người có nhiều tác dụng phụ quá, nên khi kích thích hoa nở thì cũng tạo ra nhiều tác dụng không mong muốn. Vì vậy tôi không muốn dùng. Còn về những thứ khác thì đều là dùng khí tức tạo ra hiệu ứng thôi. Lâm Minh mỉm cười. Điện chủ cho mày, biết bao nhiêu cao thủ của hoa giới mà lại không phát hiện ra. Nhưng không chỉ có vậy, anh còn dùng cả khí tức phủ lên cả biển hoa, khiến cho toàn bộ số hoa ở đây đều đạt tới trạng thái giả của Hoa Vương đúng không? Một giọng nói khác vang lên, Lâm Minh và điện chủ quay qua nhìn, một cô gái mặc áo trắng bước tới. Là Tư Mã Linh Xu sao? Lâm Minh nhìn cô gái, anh khẽ chau mày. Tư Mã Linh Xu lặng lẽ bước tới, hành lễ với điện chủ. Điện chủ đại nhân, tôi nghĩ người này chắc không phải người của điện chủ chứ? Rõ ràng Tư Mã Linh Xu biết về thân phận của điện chủ. Tôi nghĩ đấy, điện chủ cười. Vậy thì người này là ai mà lại có chiêu thức như vậy? Tư Mã Linh Xu nhìn chằm chằm Lâm Minh cảm thấy quá khen. Chắc chắn là nhóc nghe qua rồi đấy. Điện chủ cười, là thần Y Lâm của Giang Thành. Thần Y Lâm của Giang Thành sao? Tư Mã Linh Xu gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, sau đó đưa tay ra. Thần Y Lâm, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Khách sáo rồi, Lâm Minh cũng bắt tay. Thần Y Lâm quả nhiên có thủ đoạn khác người, có thể tạo ra hiệu ứng Hoa Vương. Xem ra thần Y Lâm đã từng tiếp xúc với Hoa Vương. Tư Mã Linh Xu nói, tôi chưa từng gặp hoa thật, chỉ xem qua trong sách mà thôi. Lâm Minh gật đầu, tôi rất có hứng thú với hoa cỏ. Thần Y Lâm lại là người trong ngành, hy vọng có thể giao lưu nhiều hơn. Tư Mã Linh Xu đưa ra một tấm danh thiếp. Đây là số điện thoại của tôi, hy vọng sau này có thể học tập từ thần Y Lâm. Được, Lâm Minh nhận lấy, tôi không làm phiền nữa. Cô ta cúi người rời đi. Lâm Minh nhìn tấm danh thiếp sau đó cất đi. Hình như thần Y Lâm có qua lại với cô Linh Xu phải không? Điện chủ nhận ra điều gì đó. Chưa tới mức đó, nhưng cũng từng giao thiệp với bố cô ấy. Lâm Minh đáp. Ồ, điện chủ chớp mắt, bà ta cũng không hỏi gì thêm. Mọi chuyện kết thúc, Lâm Minh chuẩn bị quay về Giang Thành, điện chủ cũng không níu giữ. Chuyến đi này không chỉ giúp bà ta giữ được cương vị người tổ chức cho hội hoa lần sau mà còn thu hoạch được rất nhiều, bán số hoa này cũng được cả tỷ tệ. Tâm trạng của Châu Thời Vận cũng không tệ, nhưng hắn cũng không về Giang Thành mà ở lại Tử Long Điện. Tập 760 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.